Áo giáp là một phần không thể thiếu trong các cuộc chiến với vũ khí lạnh thời trung đại. Và có lẽ quen thuộc nhất với nhiều người khi nhắc đến áo giáp chính là hình ảnh các hiệp sĩ châu Âu thời trung cổ với vũ trang kín mít. Vì nổi tiếng như vậy, cho nên thường có rất nhiều lầm tưởng về chúng. Nào là áo giáp trung cổ to, dày, nặng nề và cục mịch chậm chạp. Hoặc có thể là về độ đáng tin của nó, khi dù kín mít như vậy rồi mà vẫn bị kiếm chém lùng chẳng hạn. Thậm chí những lầm tưởng này còn được củng cố nhờ phim ảnh sách truyện, trong khi thực sự lịch sử lại hoàn toàn khác. Vậy thì cụ thể những điều đó là gì và chúng sai khác ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Những lầm tưởng sai lầm về áo giáp châu Âu thời trung cổ của tác giả Fighting Style được đăng tải trên website spyroom.com các bạn nhé. Nhìn có vẻ nặng nề nên hẳn là chúng chậm chạp. Kể ra thì nghĩ như vậy thì cũng đúng thôi, nhất là khi thấy cái đống sắt thép kia phủ lên toàn thân, kín mít gần như là không có kẽ hở. Nhưng bộ giáp tấm toàn thân thực sự không hề nặng nề như là bạn tưởng. Thật vậy, đã có rất nhiều thử nghiệm cho thấy người mặc loại giáp này có thể bình thường hoạt động mà đôi khi lại là cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt và cân bằng. Lạ hơn là người mặc hoàn toàn có thể nhào lộn, leo trèo bình thường kể cả khi mặc thứ giáp này. Theo như những số liệu được giới lịch sử nghiên cứu và đo đạc, những bộ giáp tấm toàn thân, full plate kể trên đều chỉ nặng từ 25 đến 27 kg. Chẳng hạn bộ giáp Milanese của Ý chỉ nặng khoảng 26 kg. Bộ giáp nặng nhất với các tấm giáp dày chỉ có thể mặc khi ở trên lưng ngựa dành riêng cho môn thể thao võ thuật Justing, cưỡi ngựa đấu thương của hiệp sĩ từng được ghi nhận là nặng nhất cũng chỉ đạt cỡ khoảng 35 kg. Tuy nhiên thì loại giáp này thực sự không hề được dùng ở trên chiến trường. Loại giáp này còn nhẹ hơn nhiều so với hành trang của lục quân hiện đại về khối lượng. Ví dụ, hành trang lẫn súng ống đạn dược của quân đội Mỹ phải mang rơi vào khoảng 100 pound, tức là xấp xỉ 40 cho đến 45 kg. Cộng với việc liên tục hành quân với tình trạng trọng lượng dồn hết vào lưng vai, khiến tỷ lệ viêm khớp thoái hóa và gai xương của những người lính hiện đại là rất cao. Trong khi đó, các bộ giáp tấm lẫn vũ khí thời trung cổ lại phân bổ đều trọng lượng toàn thân và được tải bớt khi hiệp sĩ cưỡi ngựa. Nếu so sánh giáp tấm trung cổ chỉ nặng ngang với trang bị của những người lính cứu hỏa hiện đại mà thôi. Bạn biết đấy, trong nhiều bài viết so sánh với giáp tấm trung cổ, bộ giáp của các samurai thường được cho là nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Nếu nhìn vào tổng thể sẽ thấy chúng cũng chỉ tương đối. Chẳng hạn như loại giáp Yoroi được dùng trong suốt thế kỷ từ 12 đến 16 nặng tới 29 kg. Hơn nữa là loại giáp này bị ngấm nước nên có thể nặng tới 32 kg. Trong khi đó loại giáp Tosei Gusoku phổ biến từ cuối thế kỷ 17-18 đã có cải tiến với các cấu tạo hầu hết là các giáp tấm có khối lượng nhẹ hơn so với loại Yoroi, nhưng vẫn đạt từ khoảng 23 đến 25 kg. Jean Le Mainé, một hiệp sĩ nổi tiếng của Pháp ở thế kỷ 14, có 10 bài tập luyện thể chất hàng ngày rất bình thường sau đây. Đầu tiên, leo bám vào hai bức tường song song trong khi mặc giáp tấm. Thứ hai, nhảy lên lưng ngựa mà không cần người giúp đỡ trong khi vẫn mặc giáp tấm. Thứ ba, tóm lấy người đang cưỡi ngựa và bật lên trong khi vẫn mặc giáp tấm. Thứ tư, nhào lộn trong khi vẫn mặc giáp tấm. Thứ năm, quăng và ném búa tạ. Thứ sáu, ném tạ, cầm viên đá lớn và ném, lặp đi lặp lại. 7. Đấm tay liên tục xuống mặt đất hoặc các bề mặt gồ ghề. 8. Tựa thang vào một cái cây rồi chỉ bằng tay đu bám và leo lên trong khi vẫn mặc giáp chainmail và có thể là cả giáp tấm. 9. Khiêu vũ, nhảy múa trong khi mặc giáp chainmail. 10. Chạy bộ, chạy việt dã mỗi buổi sáng trong khi vẫn mặc giáp tấm. Theo bạn, những người lính như là Jean thời trung cổ liệu có thấy mặc giáp là quá nặng nề và chậm chạp nữa không? Kỵ binh bắn cung Mông Cổ đánh bại giáp tấm của hiệp sĩ. Thực chất kỵ binh Mông Cổ từng đánh bại quân đội hiệp sĩ vùng Đông Âu thời trung cổ. Nhưng còn các hiệp sĩ mặc giáp tấm châu Âu ư? Lúc đấy đại đế chế Mông Cổ không còn tồn tại nữa rồi. Mông Cổ xâm lược châu Âu vào khoảng thập niên 20 đến 40 của thế kỷ 13. Trong khi đó, giáp tấm châu Âu chỉ thực sự xuất hiện và bắt đầu phổ biến ở thế kỷ 14 khi mà kỷ nguyên của đế chế Mông Cổ đã kết thúc. Giáp châu Âu thế kỷ thứ 13 chủ yếu là loại giáp chainmail, loại giáp được đan bởi vòng xích thành lưới, và loại brigandine, loại giáp vải bên dưới có các tấm thép mỏng gắn bằng đinh tán. Hai loại giáp này dường như không thể chống lại tên bắn từ cung tổng hợp. Hơn nữa, không có chuyện mũi tên của Mông Cổ có thể bắn lủng lớp giáp tấm châu Âu, đặc biệt là lớp giáp tấm ngực. Loại giáp này đến nỏ hạng nặng cầm tay bắn xuyên qua còn khó nữa là. Kể cả nếu có thể đi xuyên qua, chúng chắc chắn sẽ bị chặn lại bởi lớp chainmail hay lớp áo vải dày Gabardine mặc bên dưới.
Tuy nhiên trong lịch sử cũng đã có trường hợp kỵ binh hạng nặng với giáp tấm đã phải chịu khuất phục trước cung thủ. Điển hình là trận Agincourt, khi 6.000 cung thủ Anh trang bị trường cung đã đánh bại 15.000 hiệp sĩ Pháp. Mặc dù trường cung của Anh gần như không thể bắn thủng áo giáp của hiệp sĩ Pháp, nhưng họ đã tìm cách chống lại như là bắn hạ ngựa của hiệp sĩ, dùng mưa tên làm tăng tỷ lệ bắn trúng chỗ hở giáp, lợi dụng địa hình bùn lầy gây khó dễ cho hiệp sĩ đi lại. Hơn nữa, chính là vì lòng tự cao và chủ quan của quân Pháp khi chỉ trang bị đúng 15.000 kỵ binh hạng nặng đã dẫn đến thất bại cay đắng trong trận này. Cũng có thể ngay cả khi giáp tấm được trang bị, quân Mông Cổ vẫn sẽ thắng quân đội châu Âu. Điều này là có cơ sở bởi vì vào thời điểm này, Mông Cổ có lối đánh chiến thuật, tổ chức quân đội tốt hơn. Bên cạnh đó, một số tài liệu lịch sử còn cho rằng họ đã có những pháo cầm tay không gây sát thương quá lớn nhưng đủ để dọa chết khiếp tinh thần người và ngựa châu Âu. Mặc dù hiệp sĩ có tỷ lệ chết ít hơn kỵ binh Mông Cổ và việc Mông Cổ xâm lược lại là nhân tố thúc đẩy các loại giáp tấm với kỵ binh hạng nặng châu Âu phổ biến hơn. Tuy nhiên, vũ khí không phải là thứ quyết định chiến thắng. Công trạng lớn nhất chủ yếu nằm ở tính kỷ luật tác chiến của kỵ binh Mông Cổ và vị tướng huyền thoại Tốc Bất Đài, người chỉ huy cuộc chinh phạt châu Âu lần đó. Kiếm có thể dễ dàng chém xuyên qua giáp tấm, đặc biệt là katana của Nhật. Về điều này thì không biết đã có cuốn sử sách nào ghi nhận việc này ngoại trừ phim ảnh, anime hay là truyện tranh ngộ nhận phóng tác chém vào. Chắc hẳn bạn đã biết là samurai và hiệp sĩ Trung Cổ thực sự là chưa bao giờ từng đối đầu với nhau đâu nhỉ. Đến loại nỏ hạng nặng còn không bắn được xuyên qua, vậy làm sao kiếm có thể chém, cắt đứt được giáp tấm? Hay đó là những thanh lightsaber của các Jedi? Thực tế, với tất cả các loại kiếm tiêu chuẩn, không thể gây sứt mẻ gì với giáp tấm châu Âu hàng real được. Đến ngay cả các loại trọng kiếm còn khó nữa là. Nếu cố thử, kết quả bị sứt mẻ sẽ chỉ có thể là do thanh kiếm đó hứng chịu, nên không có lý gì một thanh kiếm như katana lại có thể chém được giáp tấm ngực ở châu Âu. Từng có một video khá nổi tiếng trên YouTube dường như cho thấy katana có thể đâm xuyên qua thứ áo giáp trông có vẻ như là giáp tấm Trung Cổ. Còn loại kiếm trông như trường kiếm kia thì lại không. Do đó nhiều người vội vàng kết luận là katana thì tốt hơn kiếm và giáp tấm châu Âu. Thế nhưng trên thực tế, thứ giáp như được làm từ thiếc lon nước kia chưa từng được ghi nhận là có bất kỳ quân đội binh chủng nào của châu Âu sử dụng trong lịch sử. Ngoại trừ loại kiếm katana trong video may ra được chọn tử tế, thì thứ trường kiếm được dùng không khác gì loại kiếm chuyên để tập đấu kiếm kiếm thuật hề mà. Nói đúng ra là loại kiếm mô phỏng nên chúng mới dẻo như vậy. Vậy kiếm có thể được dùng để chống lại người mặc giáp toàn thân không? Theo các tài liệu sử được ghi nhận là có hẳn hệ thống kỹ thuật như vậy tồn tại. Không tính riêng việc sử dụng vũ khí cùn kiểu phang đập như là chùy mace, búa Warhammer hay là các loại poleaxe thì vẫn có cách dùng kiếm chống lại giáp tấm. Đó là Habsquadding với một tay cầm lưng chừng lưỡi kiếm, dễ dàng kiểm soát mũi kiếm để đâm vào vần khe giáp mỏng. Những kỹ thuật này đòi hỏi khả năng, trình độ và đào tạo ở mức độ nhất định mới có thể thực hiện được. Cũng cần lưu ý rằng không phải chỉ có kỹ thuật cầm ngược lại thanh kiếm và phang như một cây chùy thì đó mới là Habsquadding. Kỹ thuật cầm ngược kiếm Mohawk trong trường phái kiếm Đức có nghĩa là đòn sát thủ, giết người là một trong nhiều kỹ thuật Habsquadding kể trên. Bởi miễn là cầm vào lưng chừng kiếm thì nó là Habsquadding. Cơ mà không phải là do kiếm châu Âu cùn thì mới cầm như thế, do kỹ thuật cầm cả đấy. Những bộ giáp tấm thường đắt đỏ và chỉ người giàu mới kham nổi. Nếu bạn đang nói tới châu Á như khu vực Đông và Đông Nam Á thì chuyện này có thể đúng. Nhưng với châu Âu, đây lại là một chuyện rất khác. Những bộ giáp tấm quá đắt tiền cũng đúng nhưng mà không hẳn. Thời kỳ Trung Cổ và đặc biệt là hậu Trung Cổ, chúng là những bộ giáp đã hoàn toàn có thể sản xuất đại trà. Bạn biết đấy, những người thuộc tầng lớp trung lưu trong xã hội châu Âu Trung Cổ như thợ may, thợ thủ công cũng có thể tự bỏ tiền ra trang bị cho mình loại giáp tấm mới cứng luôn. Nên nhớ là họ chiếm số lượng lớn trong xã hội, có kiến thức nhất định về giáo dục, nhưng cơ bản là họ không hề giàu tới mức dư giả. Loại giáp của họ thường dùng là loại Manition Grey. Họ có thể tự mua bằng lương của một năm làm việc hoặc được thừa hưởng từ thế hệ trước để lại. Manition Grey chủ yếu gồm phần mũ giáp và phần giáp thân, nhưng đối với họ như thế là quá đủ rồi. Chỉ là trang bị toàn thân với giáp tấm như hiệp sĩ với họ là quá thừa thãi và tốn kém, nhất là với binh chủng chủ yếu là bộ binh như họ. Vậy tầng lớp giàu có hơn như là lãnh chúa hay là quý tộc thì giáp của họ sẽ phải có điểm nhấn chứ? Đúng vậy, hãy hiểu đơn giản như cách so sánh chiếc Virtu của lãnh chúa quý tộc và Nokia cục gạch của tầng lớp thượng lưu.
cũng cùng một chức năng, công cụ nhưng chất lượng, mẫu mã khác hẳn với những cái thứ được khảm lên chúng. Nói chung là tầng lớp trung lưu sẽ dùng hàng sản xuất đại trà, còn tầng lớp cao hơn như quý tộc hoặc lãnh chúa giàu có sẽ đặt hàng thiết kế riêng với chất thép tốt hơn. Và vừa rồi là những chia sẻ của tác giả Finding Style về những lầm tưởng mà nhiều người thường có khi nhắc tới áo giáp châu Âu thời Trung Cổ. Nếu các bạn thích video này, hãy like, share và subscribe kênh YouTube Spider Room và đừng quên bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác ở trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!